Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng anh em cách để truy cập vào mạng xã hội Medium tại địa chỉ medium.com. Quý vị là những người chơi crypto thì tôi chắc chắn rằng quý vị không thể không biết đến cái mạng xã hội Medium. Và hiện nay cái địa chỉ này thường bị chặn bởi các IP, các nhà mạng họ chặn cái địa chỉ IP của cái mạng xã hội này. Vì vậy sẽ là một khó khăn nếu như quý vị chưa biết cách để truy cập được cái mạng xã hội này. Rồi, thì ở đây có rất nhiều cách quý vị có thể truy cập. Cách thứ nhất, trường hợp quý vị sử dụng trình duyệt Chrome đi. Ok chưa? Thì ở đây tôi đang sử dụng cái trình duyệt Chrome. Quý vị để ý cái ba chấm là cái biểu tượng cài đặt phía bên trên góc tay phải theo hình con trỏ chuột của tôi này. Rồi quý vị chọn vào cái phần setting. Đó. Ở đây tôi đã chuyển sẵn sang tiếng Việt. Quý vị để ý đến cái phần nâng cao này. Trường hợp quý vị chưa có tiếng Việt, quý vị hãy chuyển nó sang tiếng Việt. Đó, quý vị chọn vào nâng cao, chọn ngôn ngữ. Đó, quý vị tìm đến cái phần tiếng Việt này. Tiếng Việt, đây, ngôn ngữ này. Ok chưa? Rồi, bây giờ quý vị hãy vào cái phần quyền riêng tư và bảo mật. Rồi, quý vị chọn tiếp vào cái phần bảo mật. Quý vị hãy tìm đến cái phần đây này, sử dụng hệ thống tên miền DNS bảo mật. Đó. Bật lên này. Và quý vị tích vào cái ô bên dưới. Quý vị hãy tùy chỉnh ở đây. Có thể là chọn Google DNS, Cloud Flare hoặc là Open hoặc là Clear Browser hoặc là Lake DNS. Ok chưa? Đó, ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là cái Cloud Flare đi. Ok, đó. Vậy là đã xong. Quý vị chỉ việc chuyển đổi cái DNS là quý vị có thể truy cập vào cái trang Medium này. Ngoài ra, có một cách thứ hai. Quý vị hãy truy cập vào cái domain của cái Cloud Flare tại địa chỉ 1.1.1.1. Đó. Thì ở đây quý vị có thể sử dụng điện thoại smartphone hoặc máy tính đều có thể được. Trường hợp quý vị sử dụng iPhone thì quý vị có thể tải app từ cái App Store. Quý vị sử dụng các loại điện thoại khác thì quý vị sử dụng cái Google Play. Đó. Còn quý vị sử dụng máy tính thì quý vị sử dụng cái hệ điều hành gì thì quý vị tải. Đó. Ví dụ ở đây tôi sử dụng cái Windows chẳng hạn thì tôi sẽ chọn Windows và tải nó về. Rồi sau đó tôi sẽ cài đặt. Ok chưa? Chọn Lake này. Rồi, thì ở đây tôi đã cài đặt rồi. Cho nên là nó sẽ có báo như này. Còn quý vị chỉ việc chọn Lake và làm theo cái hướng dẫn ở đây. Đó. Sau khi quý vị cài đặt xong, quý vị có thể reset lại máy. Và
Những lần sau quý vị sẽ truy cập được vào cái địa chỉ medium.com. Rồi và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.